Cái tiếp theo mình giới thiệu cho anh em cũng là một cây tương tự anh em nhé. Nó cây đầu tiên thì mình giới thiệu cho anh em là cây New York anh em nhé. À mình xin lỗi, cây này này, cây này là mình chỉ có một cây duy nhất thôi này. Cái này chỉ một cây duy nhất anh em, chứ vừa rồi mình bảo hai cây là không phải, một cây duy nhất thôi. Cái này mình mới có là hai cây này. Đây, anh em nhé, anh em đợi mình một chút mình kiểm tra xem. Đúng rồi, cây đầu tiên là mình chỉ có một cây thôi anh em nhé, cây này mới là có hai cây anh em nhé. Xét về cấu tạo thì cái cây này nó cũng giống như cây đầu tiên anh em nhé, nên là mình sẽ quay nhanh cho anh em xem thôi. Đấy. Trong bộ sưu tập mấy cây đấy thì cây này nó đứng đầu này, đấy, nâu 1, cây vừa rồi mình quay cho anh em là nâu 3 anh em nhé. Đấy. Thì cây này số mình có hai cây. Đấy. Về cái chất liệu sản phẩm thì cũng là bằng đồng, xong rồi mạ chrome đánh nhám mặt trước mặt sau. Các đường viền thì được đánh bóng và mặt trước thì đổ chủ đề. Đấy, chủ đề trên cây này là San Francisco Bay, là vịnh San Francisco anh em nhé. Đấy, đây là một cái vịnh ở bên nước Mỹ. Đây là một cái điểm đến, nếu mà anh em du lịch đến nước Mỹ thì anh em có thể đến cái điểm đến này. À, về cái sản phẩm này thì nó cũng mới nguyên anh em nhé. Đấy, mới nguyên. Trên chủ đề đây thì cũng được đổ sơn. Bản đề lề thì phần thân và phần nắp rất là kín khít anh em nhé. Nếu anh em mua cái này để sử dụng thì nó cầm xăng cực kỳ lâu luôn. Đấy. Bởi vì nó rất là kín khít anh em nhé. Tầm khoảng 1 tuần lễ hoặc hơn. Mỗi hàn trên và hàn dưới thì đều tròn và kín. Đấy, cạnh thì không có xước sát gì cả. Trên đây thì cũng không cấn móp anh em nhé. Đấy. Trên đây thì cũng không cấn móp. Không có xước sát. Để cho anh em tiết kiệm thời gian thì mình sẽ quay nhanh anh em nhé, tại vì ba cái này nó giống nhau cả. Cái mặt sau của nó thì cũng có tem anh em nhé, và mình cũng đã cắt ra rồi để mình kiểm tra bên trong. Đấy, mặt sau này thì không có xước sát gì cả anh em nhé. Về cái mộc đáy sản phẩm thì cây này được sản xuất năm 2000, mộc đáy kép anh em nhé, nét chữ rất là rõ ràng và sắc nét. Về âm thanh thì đây. Bánh xe thì rất là bén này. Đấy, bên trong này anh em nhìn nhé, bản lề cứng cáp. Về cái độ mới của sản phẩm thì cây này hầu như là mới gần như 100% anh em nhé. Mình nhờ mình cứ nói là 99% cho nó khách quan. Mỏ và ruột được sản xuất cùng năm 2000 XVI. Ruột thì bằng thép chuyên dụng anh em nhé, không dí, cổ đá bằng đồng. Bánh xe cắt siêu sâu đều. Mặt sau đây. Nói chung cây này còn rất là hoàn hảo rồi. Anh em mua về nếu mà sử dụng thì sắp xếp bốc hình zig zag thì nó sẽ cầm sang tốt hơn. Bên trong đây để anh em nhé. Buồng đốt đây. Cái này thì có quẹt quẹt nhiều thì tia lửa, cái mụn lửa, mụn đá nó bắn ra thì nó hơi lem lem một chút thôi. Đấy, chứ cây này cũng còn rất là mới, chưa qua lửa anh em nhé. Cái búa rất là mịn màng. Hiện tại trên thị trường có nhiều cái loại zip shop mà bán zip perfect anh em nhé, mà ghi là hàng La Mã đàng hoàng anh em nhé, mà giá chỉ có trăm, từ 300 đến 500, 600 anh em nhé, mà La Mã mới nguyên đấy. Thì mình cam đoan với anh em luôn là 100% anh em mua, nếu mà mua phải là mua phải hàng giả anh em nhé, không bao giờ có chuyện là giá rẻ như thế. Nên là anh em trước khi mua thì anh em phải tìm hiểu thật là kỹ, chứ anh em mà cứ thích rẻ rẻ là không có hàng thật đâu anh em nhé. Ok, cái cây này thì cũng để cho anh em tiện theo dõi thì mình cũng đã đánh dấu mã số này. Cây này có mã số là ZL522 anh em nhé, San Francisco Bay. Đấy. Giá thì cũng như cây kia anh em nhé, shop sale cho anh em chỉ là 1.150.000 đồng thôi. Giá rất là hợp lý cho một cây Zippo